Ngày hôm nay chúng ta sẽ về vùng gian của thành phố Cần Thơ, tạm rời xa phố thị nhộn nhịp, tìm chút tĩnh lặng yên bình. Không khí trong lành thoáng đãng làm dời đi cái nắng oi bức của mùa hè. Đồ chơi dân gian mà lại có hình một con cá sấu rất là hung dữ, không biết là làm đồ chơi gì đây. Không chỉ có cá sấu, ở làng đồ chơi dân gian phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, người thợ còn chế tác rất nhiều con vật khác với đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Mỗi sản phẩm đồ chơi được làm hết sức tỉ mỉ, trông rất đẹp mắt. Anh Nguyễn Văn Truyền là người đầu tiên làm đồ chơi dân gian. Ngày trước, anh làm đồ chơi đem đi bán khắp các tỉnh thành, ra tận Kon Tum, Đắk Lắk. Ngày nay, chủ yếu bỏ cho mối quen, mỗi đợt hàng ít cũng 500 con, nhiều nhất lên đến vài ngàn con. Anh bắt đầu làm này từ khi nào anh? Cái nghề chơi chó mà, coi như thời xưa là anh đi học. Mà tới cái môn gì cũng dở, giỏi được cái môn thủ công nha. Từ từ cái sáng chế con này con kia cho nít nó chơi. Cái bán thấy cũng được được, thì vậy làm luôn. Nãy giờ chưa thành công con nào hả? Được con nè, được. Được con hả? Dạ. Chưa chắc được à. À nè, thấy con ta chạy ghê không hả? Nào, đó, thấy chưa? Biết sao không? Cái gỗ dây thun á, cũng phải lựa. Nó có một cái độ cứng quyết định của nó, chứ không phải là dây thun nào cũng xài được. Không nản lòng, Như Quỳnh rất là cố gắng tiếp tục công việc của mình, hy vọng lần này sẽ thành công. Như quý khán giả có thể thấy là Như Quỳnh vừa làm xong công đoạn cuối của con cá sấu. Thì nhìn vậy thôi nhưng mà không có đơn giản đâu. Công đoạn này là mình phải gắn cái con lăn vô. Thì gắn con lăn là mình phải gắn đúng chiều, không thôi nó sẽ bị đi thụt lùi. Và còn một cái nữa là sợi dây thun, mình phải chọn sợi dây thun nó dai, nó cứng một xíu thì cái độ đàn hồi nó mới tốt. Từ những vật dụng đơn giản lại có thể tạo nên những món đồ chơi đẹp và dễ thương như thế này, thì theo Như Quỳnh, ngoài sự sáng tạo, người thợ còn phải rất đam mê với nghề. Hiện nay ở phường Long Tuyền còn 6 hộ làm đồ chơi dân gian, các hộ có mối thân tộc với nhau. Những người thợ ở đây rất thân thiện, nhiệt tình, hướng dẫn cách làm đồ chơi nếu bạn muốn. Với những du khách có dịp đến Cần Thơ, có thể đến đây để trải nghiệm. Những sắc màu ngộ nghĩnh sẽ làm cho chuyến đi của mọi người càng thêm thú vị. Là anh đẩy xe vậy đó, là anh bán khoảng bao nhiêu con? Là một lần đi buôn bán thì nó 200 chiếc. Đi tỉnh mình bán anh, thì mình đi những tỉnh nào? Chuyến này thì mình ghé tỉnh này, mình bán rồi tỉnh kia, mình ghé tỉnh kia. Các tỉnh là đồng bằng sông Cửu Long mình. Những món đồ chơi dân gian đơn giản như thế này đã góp phần tô thêm sắc màu, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của người dân vùng quê Long Tuyền. Thế mới thấy là vùng đất Tây Đô còn biết bao điều thú vị. Đến đây, chương trình Cần Thơ hôm nay xin được phép được khép lại. Hẹn lại quý khán giả trong những chương trình kỳ sau.